Emily mến chào tái ngộ quý ông bà, cô chú và quý khán thính giả thân thương đang xem chương trình thời sự Hoa Kỳ do Emily và cộng sự thực hiện. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, rất mong quý vị hãy dành cho MC và ban biên tập một lời yêu thương bằng cách bấm đăng ký kênh để ủng hộ Emily và cộng sự. Và sau chương trình, xin quý vị hãy chia sẻ những nội dung hấp dẫn này đến với nhiều người hơn để cùng nhau tạo nên một cộng đồng ủng hộ Tổng thống Trump năm 2024. Trở lại chương trình hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng thống Zelensky cách trước người đứng đầu lực lượng cận vệ nhà nước Lộ diện nhân chứng xuất hiện tại tòa án Trump khiến tay sai Soros Alvin Bright bỏ chạy bạc mạng Ủy ban Hạ viện điều tra các khoản quyên góp liên quan đến ông George Soros Và sau đây là phần thông tin chi tiết Kính thưa quý vị, hôm ngày 9 tháng 5, Tổng thống Ukraine Zelensky đã cách chức người đứng đầu lực lượng cận vệ nhà nước, hai ngày sau khi hai thành viên của lực lượng này bị cáo buộc âm mưu ám sát Tổng thống. Ông Zelensky đã ban hành sắc lệnh cách chức ông Serhirut, nhưng chưa xác định người kế nhiệm. Cơ quan an ninh nhà nước Ukraine SBU cho biết trong tuần này rằng, họ đã bắt giữ hai sĩ quan cấp đại tá thuộc lực lượng cận vệ nhà nước, Hai sĩ quan này bị cáo buộc âm mưu ám sát tổng thống Zelensky và các quan chức hàng đầu khác của Ukraine. SBU nhận định các vụ ám sát được xem là một món quà dành cho tổng thống Putin khi nhà lãnh đạo Nga tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 5 tại điện Kremlin hôm ngày 7 tháng 5. Theo thông tin của SBU, những sĩ quan này bị cáo buộc được Nga giao nhiệm vụ tìm người thân cận với lực lượng bảo vệ tổng thống người này sẽ bắt Tổng thống Zelensky và sau đó giết chết ông ấy. Chưa có thông tin nào cho biết âm mưu ám sát Tổng thống Ukraine bị phá vỡ vào thời điểm nào. Tổng thống Zelensky năm ngoái tiết lộ, các cơ quan an ninh của Ukraine đã phá vỡ ít nhất 5 âm mưu ám sát ông của Nga. Nhóm gián điệp âm mưu ám sát Tổng thống Ukraine cũng đã lên kế hoạch giết người đứng đầu SBU. Tướng Vasily Malius và lãnh đạo cơ quan tình báo quân đội tướng Kirill Budanov. Lộ diện nhân chứng xuất hiện tại tòa án Trump khiến tài sai Soros, Alvin Bragg bỏ chạy bạc mạng. Quý vị thân mến, Tổng thống Trump đã có mặt tại tòa một lần nữa hôm thứ Sáu trong viên tòa xét xử luật pháp Stormy Daniel theo phong cách liên xô của Alvin Bragg. Tổng thống Trump bị buộc tội trả tiền cho ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniel, A.K.A. Stephanie Clifford các khoản thanh toán im lặng thông qua luật sư lúc bấy giờ là Michael Cohen trong một kế hoạch nằm bịt miệng ả à Stormy và ngăn chặn câu chuyện về mối tin bị cáo buộc của họ được đăng trên National Enquirer. Các khoản thanh toán cho Stormy Daniels không đến từ chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của tổng thống Trump theo luật sư Jules Takopina của Trump, các khoản thanh toán được thực hiện không qua hồ sơ kinh doanh nội bộ, không có khoản khấu trừ thuế nào được thực hiện và không có nghĩa vụ phải nộp cho FEC. Bruss cáo buộc Tổng thống Trump đã phạm tội gian lận vì khoản thanh toán được gián nhãn phí pháp lý. Các công tố viên thiên vị của Bruss đã triệu tập các nhân chứng cuối cùng ra làm chứng vào thứ Sáu, sau khi Stormy bị thổi bay trên bục nhân chứng trong tuần này một trong những trợ lý pháp lý của Avin cũng đứng ra làm nhân chứng vào thứ Sáu. Luật sư Jaden Jamal Snyder đã khai rằng, văn phòng của Bragg đã xóa ba trang các cuộc điện thoại giữa luật sư Carl Davidson của Stormy Daniel và Michael Cohen. Luật sư bào chữa Emil Bow đang thách thức các bằng chứng mà các công tố viên đưa ra hỏi trợ lý pháp lý Jaden Charmel Snyder về việc xóa một số hồ sơ thu phí giữa Carl Davidson và Michael Cohen sau khi người bào chữa nộp bản ghi âm giữa hai người từ năm 2018. Người trợ lý luật sư đã thừa nhận rằng họ đã xóa một số bản ghi cuộc gọi khỏi hồ sơ. Bowles cũng yêu cầu Charmel Snyder xác nhận rằng một số cuộc gọi đã bị xóa khỏi danh sách các cuộc gọi giữa Gina Rodriguez và Dylan Howard. Bose cho biết đó là hồ sơ dài 3 trang. Charles Snyder không đồng tình với việc Bose coi đây là một con số đáng kể, nhưng ông thừa nhận một số chi tiết quan trọng trong vụ án đã bị loại bỏ. Ủy ban Hạ viện điều tra các khoản quyên góp liên quan đến ông George Soros Thưa quý vị, Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện đã mở một cuộc điều tra để làm rõ lý do tại sao Quỹ tài trợ phòng thương mại Hoa Kỳ lại nhận được hàng triệu đô la tiền quyên góp từ một tổ chức có các mục tiêu có vẻ thù địch với doanh nghiệp Mỹ. Chủ tịch Đảng Cộng hòa Jason Smith đã gửi thư cho bà Susan P. Clark, chủ tịch Kim giám đốc điều hành của Phòng Thương mại Hoa Kỳ, andram và bà Caroline Cowles, chủ tịch Quỹ tài trợ Phòng Thương mại Hoa Kỳ. Bức thư hỏi. Tại sao tổ chức này lại chấp nhận khoản nguyên góp 12 triệu đô la từ Thais Foundation, một tổ chức bất vụ lợi khuyên tả phối hợp với các tổ chức thúc đẩy những chính sách mà ủy ban này cho là sẽ gây tổn hại cho các doanh nghiệp Mỹ? Phòng Thương mại, một tổ chức miễn thuế theo Điều 501C khoảng 6 là tổ chức về doanh nghiệp lớn nhất thế giới và tuyên bố sẽ ủng hộ, kết nối, thông báo và tranh đấu vì sự phát triển của doanh nghiệp và sự thành công của Mỹ quốc. Quỹ tài trợ của phòng này là một tổ chức bất vụ lợi theo điều 501C khoảng 3 và cũng được miễn thuế. Theo trang web của tổ chức này, Ties Foundation, còn được gọi đơn giản là Ties, một tổ chức bất vụ lợi theo điều 501C khoảng 3 do ông George Soros tài trợ, hợp tác với những nhà tài trợ có cùng chi hướng để chuyển các nguồn lực sang những cộng đồng theo dòng lịch sử đã bị tước đi quyền hạn. Mặc dù bức thư của ông Smith không nêu ra bất kỳ cáo buộc cụ thể nào rằng, MGM hoặc Quỹ Tài trợ Phòng Thương mại đã vi phạm bất kỳ quy tắc quản lý các tổ chức bất vụ lợi. Nhưng ông lưu ý rằng mục tiêu của hai tổ chức này mâu thuẫn với mục tiêu của TIES. Và ông hỏi tại sao Quỹ Tài trợ Phòng Thương mại lại nhận tiền từ một tổ chức có các mục tiêu trái ngược với những mục tiêu của chính mình. Chức vấn về tư cách miễn thuế Bức thư của ông Smith cho thấy, mối quan hệ hợp tác giữa TIES và các tổ chức chống doanh nghiệp như Hội nghị bàn tròn quốc tế về trách nhiệm của doanh nghiệp ICAR. Bức thư của ông Smith lưu ý rằng, ủy ban này đang đánh giá xem liệu các tổ chức được miễn thuế như là AmCham và tổ chức quỹ tài trợ của cơ quan này có đang tuân thủ các yêu cầu cho phép họ đạt được và duy trì tư cách miễn thuế hay không. Ủy ban này cũng lo ngại về việc các nhà tài trợ có biết tiền của họ đang được chi tiêu như thế nào hay không. Trong một tuyên bố gửi qua thư điện tử cho The Epoch Times, một phát ngôn viên của Times cho biết tổ chức này đã biết và giám sát yêu cầu của ủy ban đối với Amtram liên quan đến những khoản đóng góp mà họ đã nhận được từ Times. Phát ngôn viên này nói rằng 12 triệu đô la được trao cho quỹ tài trợ phòng thương mại đã được sử dụng cho chương trình thuê những người hùng của chúng ta, một chương trình kết nối cộng đồng quân sự với các doanh nghiệp Mỹ nhằm tạo ra cơ hội kinh tế và một lực lượng nhân sự đa dạng và mạnh mẽ. Trong thư, ông Smith tuyên bố rằng, Phòng Thương mại và Quỹ Tài trợ Phòng Thương mại có thời gian đến 5 giờ chiều ngày 20 tháng 5 để phúc đáp các câu hỏi của ủy ban này. Các tập đoàn và tổ chức bất vụ lợi. Ông Bill Plus là người đồng sáng lập và là giám đốc điều hành của Quỹ Giá trị Bảo tồn Truyền thống Mỹ Quốc, một giải pháp đầu tư thay thế dành cho các nhà đầu tư theo khuynh hướng bảo tồn truyền thống. Về mặt chính trị, vốn ưu tiên lợi nhuận của cổ đông và thoái vốn khỏi các công ty mà họ cho là thù nghịch với các giá trị bảo tồn truyền thống. Ông Plus nói rằng, nỗ lực nhằm ưu tiên các chính sách đa dạng, công bằng và hòa nhập DEI cùng quản trị môi trường và xã hội ESG trong các tổ chức bất vụ lợi cũng không khác gì nỗ lực tương tự trong giới doanh nghiệp. Giống như trọng tâm của một tập đoàn là phải nâng cao giá trị cổ đông, ưu tiên của phòng thương mại phải là thúc đẩy các chính sách có lợi cho doanh nghiệp Mỹ. Ông cũng cho rằng không cần các tổ chức bất vụ lợi như phòng thương mại hay ties để thúc đẩy các chương trình DEI và ESG vào cộng đồng doanh nghiệp, vì hầu hết họ đều đã có những chính sách đó rồi. Bất cứ điều gì không tập trung vào giá trị của các bên liên quan thì đều là chiếm dụng tiền của các cổ đông và DEI là một trong những hành vi lạm dụng nghiêm trọng nhất. Ông cho biết, Quỹ Giá trị Bảo tồn Truyền thống Mỹ Quốc hoạt động theo tiền đề rằng điều tốt nhất dành cho các cổ đông là có được người tài giỏi nhất ở mỗi vị trí, chứ không phải là những người đáp ứng được một danh sách về sự đa dạng. Mối quan hệ hợp tác của phòng thương mại và các tổ chức như TICE vốn ủng hộ các chính sách như DEI và ESG trong cộng đồng doanh nghiệp có thể phản ánh những quan điểm của ban lãnh đạo cơ quan này những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay do emily và cộng sự thực hiện cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh btv e post time